không nên sát phạt lẫn nhau. Văn Quân đất Lỗ Dương sắp đem quân sang đánh nước Trịnh. Mặc Tử nghe thấy đến gan nói rằng, vì bây giờ trong đất Lỗ Dương này, tỉnh lớn đánh tỉnh nhỏ, nhà lớn đánh nhà nhỏ, giết người lấy của lẫn nhau, thì nhà vua nghĩ ra thế nào? Văn Quân nói, bao nhiêu người ở Lỗ Dương đều là tôi con của ta cả. Vì tỉnh lớn đánh tỉnh nhỏ, nhà lớn đánh nhà nhỏ để cướp lẫn nhau, thì ta thất đem trị tội thật nặng. Mặc Tử nói, bao nhiêu người trong thiên hạ đều là tôi con của trời, cũng như bao nhiêu người trong đất Lỗ Dương là tôi con của nhà vua. Nay nhà vua đem quân đánh Trịnh thì há lại tránh khỏi được vạ trời hay sao? Văn Quân nói, sao tiên sinh lại ngăn ta đánh Trịnh? Ta muốn đánh Trịnh là thuận cái chí của trời. Vua nước Trịnh ba đời giết cha, trời đã ra tay làm mất mùa 3 năm, nay ta phải giúp trời mà giết Trịnh. Bạch Tử nói, vua nước Trịnh ba đời giết cha, trời đã ra tay làm mất mùa 3 năm, trời phạt như thế cũng là đủ. Nay nhà vua lại còn đem quân đánh Trịnh mà nói rằng ta đánh Trịnh là thuận ý trời thì là nghĩa thế nào? Phí nhân ngay đây có một đứa con ngang ngạnh, cha nó đã cầm dao đánh nó, người cha bên láng giềng lại còn vác gậy đánh ra đánh hôi, bảo rằng ta đánh nó là thuận cái chí của cha nó. Nói như thế thì có nghe được không? Lời bàn, khi mình cậy sức, cậy nhiều, cậy khôn, cậy tài mà hà hiếp kẻ kém mình, thường mình cứ hay viện lẽ nọ cớ kia để như cho mình là phải mà che mắt thế gian, lấp miệng thiên hạ. Nhưng dù viện lẽ gì cớ gì cũng vẫn không được chính đáng. Danh bất chính thì ngôn bất thuận. Mình đã dắt tâm đè nén người ta, tham lấy của người ta là mình làm điều phi nghĩa rồi, không bao giờ rửa sạch được cái ô danh nữa. Làm việc bậy mà lấy câu nói phải để tế toái đi, có khác gì lấy vóc gấm phủ ngoài cảnh lá khô hay tượng đất mà bảo người ta là thần thánh đấy.